站着站着站着站着站。Chạy lên, chạy, bỏ tay rồi. Chạy đi. Không vào được anh ơi. Không vào được. Mẹ. Nhanh, vào bò. Vào không được. Lên xe. Em vào không được này. Anh kia, sao anh bỏ phiền vậy? Lên xe đi. Bỏ đi, chạy đi anh kia ơi. Chạy để cho nó chết đi. Nó bắn ngu lắm, đi. Đi nhanh lên, đi đi. Lên xe đi. Không vào được. Nhanh nào, chạy được không? Giáp. Quá trời đồ luôn. Quá trời đồ. Không, anh sự mà. Cái này tháo ra sao vậy? Có để trong. Thế đó, thật ra. Giáp mà không biết nữa. Trời ơi. Chơi game mấy năm rồi anh? Em mới chơi à? Súng này. Ba đô. Ba luôn. Chết. Rồi, súng này. Alo bà khó đeo thế. Đi chiến thôi, qua nhảy qua cổng trời chơi này. Ok. Bạn bạn thấy thiếu gì á? Thiếu gì? Nè không? Không. Alo. Nè nè ơi. Sao vậy? Cái cửa sổ. Cái cửa sổ rồi. Con cái đầu nó cứu em lên bị kẹt cửa sổ nè. Rồi anh đi kiếm ông kêu nha. Anh lên tức quá à, hút đồ được cái gì á nè. Đây rồi, ông kêu rồi. Để xuống nhà đứng yên nha, kê gốc này. Đứng nha, chạy nha, một quả thôi đấy. Phải làm cái gì đó đi, nhanh đi. Xuống. Cảm ơn Kim nhiều nha. Xuống. Đây nha, một cái súng này, để đi lên đây. Đi qua cổng trời. Quá chúc chắc. Đi này, chiến thôi. Đi. Đủ rồi, qua săn người thôi, săn thịt thôi. Chí nào? Chơi. Lút gì lút hoài vậy em, đi. Đi nè, bo tới kìa, lút hoài vậy. Đi, em lút xong rồi em đi. Nhớ nha. Bo cẩn thận đấy, bo sắp vào đấy. Em vào được. Ok, nhớ nha. Đi, bỏ nè. Máu. Nè, đi không? Bỏ à. Để nó ra vào được mà, trời ơi. Ui, súng. Nhưng mà chọn súng nào bây giờ ta? Ủa, bỏ sau lưng anh rồi kìa. AK á, thì hết đạn. Và chúng ta đều có skin. Chọn súng nào bây giờ? Anh đã bảo rồi, lút gì lút khoai hết trời. Thôi, bỏ đạo lắm. Không, anh phải cứu Na. Anh Kiên ơi. Trời ơi. Anh Kiên. Bo cũng đi đến mà bỏ trong rồi. Không. Ê, bỏ đâu quá. Cứu anh đi. Cứu anh đi. Rồi, 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 rồi. Về,
rồi, về đạn anh kia ơi. Về đạn ấy. Để anh. Mấy con tích kiếm ơi, bắn không bắn lắm với em ơi. Bắn đầu anh ơi. Lúc rồi anh ơi. Yêu. Em trở đạn à. Thôi, kia đây, quá, bắt đầu đi rồi. Nóng một. Bắn đầu quá. Em bẻ đầu một rồi em ơi, bẻ đầu một rồi. Đôi lựu đạn chúng còn bóp nó đùm mù, cứu cứu mà không cứu. Em bắn nó một đi ông, em bắn nó một đi ông một rồi. Bắn xong nữa được rồi. Cãi. Tự nhiên cứu mà không cứu, thì em bắn xong rồi chết queo qua hai thằng luôn. Có quả lựu đạn đúng xong. Thôi đi, cứu em bắn xong rồi chết hết. Nhanh đi rồi đi bắn tiếp anh ơi. Người ta vui vẻ chưa? Ngu này nó cả quá. Bắn. Bắn tiếp. Gà thiệt nhìn lên. Hai mẹ em cân hai ống đựng quá. Cân hai không đủ nữa. Trời ơi, anh tính cân hai là mà thấy em bắn súng quá. Thôi, anh nó chửi cân hai đó. Tại mày tao tức á. Tại em á. Mẹ cái mới để cho tụi nó chửi trong mặt, nó thấy chưa, cứu không cứu. Mình nhục không? Thôi đi, nhục quá thì nhục luôn á chứ. Để nó chửi, nhục không? Sao, 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 bạn ngủ luôn. Ai da, hai đất cứu. Kéo tầm với tụi tôi à. Hai đất đã cứu, anh bay đầu rồi. Trời trời anh, đánh đặt kéo cho. Trời. Chết mẹ, lỗi kéo rồi. Ôi trời ơi, lỗi kéo rồi. Hello hai đất, em là bom kê Hường Kỳ, hôm nay em đến đây để support anh. Em là bom kê Hường Kỳ, hôm nay em đến đây để support anh. Bò. Bắn gầy đây. Để keo. Còn đi. Chiếu vào cái gió hả? Ra mà chơi trận mới đi. Mấy con gà. Đặt keo chừng đặt con sông nữa trời. Tại nặng lắm chứ bộ. Gà. Đi chung nè. Tại mình có 3 người thôi đấy. Ok. Nhảy tung lung nha. Ok anh. Ủa? Tụi mày đâu hết rồi? Còn đi đâu bạn nào đến? Ủa, lúc đầu kêu nhảy tung lúng mà. Lát game à? Anh cứ lúc đầu ở đó đi, từ anh ở đâu chưa? Chết rồi, Kiên ơi, Kiên ơi. Sao anh? Có đi. Làm như vắng từ anh xíu có đi chết anh hay sao ấy? Có đi. Sao Heavy Hades mà không có súng vậy cả? Có súng vậy cả. Tụi cô nương đi đâu vô đây? Có thể thương lượng chút xíu được không? Ây da, quân đài định gạ tôi đi úp đó hả? Không thể nào. Chết đi, chết. Ta chỉ muốn nói là đợi ta tìm chỗ view đẹp một xíu thôi mà. Vì cô lương thật là hấp tấp. Ok, vừa rồi là các tình huống lỗi, lag game và bị đồng đội tròn trong game. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Mọi người nhớ like và chia sẻ video này. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye.